Chào mọi người nha. Hôm nay giới thiệu với mọi người cái bộ bàn trang trí mình đang làm cho khách sắp xong, sắp hoàn thiện. Bàn này thì là bom cao 1m1, ghế cao 80, có tựa. Mặt bàn rộng 1m6. Mọi người xem qua nhé. Bó mày làm từ gỗ thông, 10 ghế. Còn mình còn phun bóng phủ một lớp trên nữa là hoàn thiện. Bộ bàn ghế này để ra quầy bar rất là đẹp. Như anh khách của mình, anh ấy làm những cái quầy bar bia đó, màu vàng rất đẹp.